câu chuyện về người Do Thái và đọc sách. Người Do Thái rất coi trọng tri thức mà hầu hết kiến thức họ có được là do đọc sách nhiều. Bởi vậy, dân số của họ chỉ chiếm gần 0,2% dân số thế giới. Thế nhưng, vào khoảng giữa thế kỷ 19, 1/4 các nhà khoa học trên thế giới là người Do Thái. Và tính đến năm 1978, hơn một nửa giải Nobel rơi vào tay người Do Thái. Như vậy, có đến 50% đóng góp cho sự tiến bộ của loài người chỉ do 0,2% dân số đảm nhiệm. Những tên tuổi lớn của thế kỷ 20 có thể kể đến như bộ óc thế kỷ Albert Einstein, Sigmund Freud, Otto Frisch đều là người Do Thái. Chỉ số IQ trung bình của người Do Thái là 110 so với mức 100 của toàn cầu. Dù chỉ chênh lệch 10, nhưng tỷ lệ sản sinh thiên tài giữa hai cấp độ lên tới 120 đến 150 lần. Từ cách đây 2.000 năm, 90% người Do Thái đều đã biết chữ, và cho đến hiện nay, dân tộc Do Thái là dân tộc duy nhất không có nạn mù chữ. Lý do tại sao? Trong mỗi gia đình Do Thái, luôn luôn có một tủ sách được truyền từ đời này sang đời khác. Tủ sách phải được đặt ở vị trí đầu giường để trẻ nhỏ dễ nhìn, dễ thấy từ khi còn nằm nôi. Để sách hấp dẫn trẻ, phụ huynh Do Thái thường nhỏ nước hoa lên sách để tạo mùi hương cho các em chú ý. Mặc dù chỉ có 8 triệu dân, nhưng ở Israel có tới hơn 1.000 thư viện công cộng với nhiều sách quý. Bên cạnh việc hình thành, xây dựng thói quen đọc sách từ khi nằm nôi cho trẻ nhỏ, người Do Thái hiện vẫn sử dụng hình ảnh con lừa thổ sách để dạy các con mình. Nếu chỉ dừng ở việc đọc mà không biết ứng dụng, thì trí tuệ đó cũng chỉ là trí tuệ chết. Và để có thể ứng dụng, trẻ em Do Thái không ngừng đọc sách và tích lũy kiến thức từ nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau. Trong gia đình người Do Thái, luôn có một câu hỏi truyền thống. Nếu có một ngày nhà của con bị cháy hoặc tài sản của con bị cướp, con sẽ mang thứ gì theo khi chạy trốn? Nếu trẻ trả lời là sẽ mang theo tiền bạc hay của cải thì người mẹ sẽ tiến thêm một bước mà hỏi câu: có một thứ không có hình dạng, không có màu sắc, không có mùi vị nhưng quan trọng hơn cả, con có biết là thứ gì không? Nếu trẻ không trả lời được, người mẹ sẽ nói: con à, thứ mà con phải mang theo không phải là tiền bạc, cũng không phải là của cải, mà là trí tuệ. Bởi vì trí tuệ là thứ mà bất kể kẻ nào cướp cũng không được. Con chỉ cần sống thì trí tuệ sẽ vĩnh viễn đi theo con. Có thể nói, những trang sách luôn chứa đựng tri thức. Nếu không trau dồi hàng ngày thì bạn sẽ ngày càng lạc hậu và tụt lại phía sau. Sách là kho tàng tri thức của con người, cung cấp cho chúng ta không chỉ kiến thức mà còn các bài học cuộc sống, kinh nghiệm sống, đồng thời cũng là phương tiện giải trí khá hiệu quả. Vậy nên, đọc sách luôn là việc mà ai cũng khuyến khích thực hiện. Hãy thử thay đổi thói quen bằng việc đọc sách ngay hôm nay và tự cảm nhận.